Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhì của Samuel, chương 1. Sau khi Saul thác và David đã thắng dân Amalek trở về rồi, thì ở Siếc-lác 2 ngày. Ngày thứ 3, xảy có một người ở dinh Saul trở về, quần áo rách rưới, đầu đóng bụi đến trước mặt David, sấp mình xuống đất mà lại. David hỏi người rằng, người ở đâu đến? Thưa rằng, tôi ở trại quân Israel thoát khỏi. David nói, vậy việc xảy ra sao? Hãy thuật cho ta. Người thưa, dân sự đã trốn khỏi chiến trường và có nhiều người trong họ bị ngã chết. Saul và Jonathan con trai người cũng đều chết nữa. David hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng, làm sao ngươi biết Saul và con trai người đã chết? Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng, tình cờ tôi đi qua núi Ginboa, thấy Saul nương trên cây giáo mình, xe và lính kỵ theo gần kịp người. Người xây lại thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa rằng có tôi đây. Người nói cùng tôi rằng, ngươi là ai? Tôi thưa tôi là dân Amalek. Người bèn tiếp, hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị xây sẫm nhưng hãy còn sống. Vậy tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận không còn sống được. Đoạn tôi lấy mão triều thiên trên đầu người và vòng vàng nơi cánh tay người mà đem về đây cho chúa tôi. David bèn xé quần áo mình, hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Kế ấy chúng để tang, khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối vì Saul, vì Jonathan con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va và vì nhà Israel, bởi chúng đã bị gươm ngã chết. David hỏi người trai trẻ đem tin này rằng, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là con trai của một người ngoại bang, tức con của một người Amalek. David nói rằng, cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Huyết ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Miệng ngươi đã làm chứng về ngươi, vì ngươi đã nói rằng, chính tôi đã giết đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Đoạn, David gọi một người trai trẻ mà nói rằng, hãy lại gần xông đánh hắn. Người ấy đánh hắn và hắn chết. Bây giờ, David làm bài ai ca này về Saul và Jonathan, con trai Saul, mà truyền dạy cho các con trẻ Juda. Ấy là bài ai ca về cung, chép trong sách Kẻ Công Bình. Ôi Israel, kẻ danh vọng của ngươi đã thác trên gò nổng ngươi. Nhân sao các kẻ anh hùng này bị ngã chết? Chớ đi tuyên cáo điều đó trong gác, chớ ra truyền sự ấy trong các đường phố Ách-ca-lôn. E các con gái Philistin vui vẻ và các con gái kẻ không chịu cắt bì mừng rỡ chăng? Hỡi núi Ginboa, nguyện sương mắt và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, và chẳng có đồng ruộng sinh sản vật dùng làm của lễ đầu mùa. Vì tại nơi đó, cái khiên của anh hùng bị nhơ nhuốc, tức là cái khiên của Saul, nó sẽ chẳng hề được sức dầu nữa. Cây cung của Jonathan chẳng hề trở về mà không dính đầy huyết kẻ chết và mỡ của người dõng sĩ. Cây gươm của Saul không hề trở về mà không vinh quang. Khi còn sống, Saul và Jonathan yêu nhau đẹp nhau, lúc chết chẳng bị lìa khỏi nhau. Hai người vốn lẹ hơn chim ưng, mạnh hơn con sư tử. Hỡi con gái Israel, hãy khóc về Saul. Người đã mặc cho các ngươi áo sống màu đỏ điều xa xí, trau dồi áo sống các ngươi bằng đồ vàng. Cớ sao người dõng sĩ ngã giữa cơn trận? Nhân sao Jonathan thác trên gò nổng các ngươi? Hỡi Jonathan anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống? Nhân sao các binh khí họ bị bẻ gãy. Chương 2. Sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va như vậy:
tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy đi lên. David tiếp, tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp, Hebron. David đi đến đó, đem theo hai người vợ là Ahinoam ở Gitreen và Abigail, nguyên là vợ của Naban ở Cạc-mên. David cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mình mà ở trong các thành của địa phận Hebron. Những người Giu-đa đi đến đó và sức dầu cho David làm vua nhà Giu-đa. Người ta đến nói cho David rằng dân ở Gia-be đã chôn Sao-lơ. David bèn sai sứ đến cùng dân sự Gia-be trong Gala-át mà nói rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối cùng Sao-lơ, chúa các ngươi mà chôn người. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ và thành thực mà đối lại cùng các ngươi. Còn ta cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm như vậy. Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt, vì Sao-lơ, chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã sức dầu cho ta làm vua của họ. Bây giờ Áp-ne, quan tổng binh của Sao-lơ, bắt Ít-bô-sết, con trai của Sao-lơ, mà đưa qua Mahanaim, lập người làm vua Gala-át, Asurit, Gitreen, Ephraim, Benjamin và cả Israel. Khi Ít-bô-sết, con trai của Sao-lơ khởi cai trị Israel thì đã được 40 tuổi và người cai trị 2 năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo David mà thôi. Thì giờ David ở Hebron cai trị trên nhà Giu-đa là 7 năm 6 tháng. Vả Áp-ne, con trai của Ner, và các tôi tớ của Ít-bô-sết, con trai của Sao-lơ, ở Mahanaim kéo ra đặng đi đến Gabaon. Joab, con trai của Seruya, và các tôi tớ của David cũng kéo ra. Hai bên gặp nhau tại lối hồ Gabaon, rồi bọn này ngồi ở bên này hồ và bọn khác ngồi ở bên kia. Bây giờ Áp-ne nói cùng Joab rằng, những kẻ trai trẻ này hãy trỗi dậy và trứng giỡn tại trước mặt chúng ta. Joab nói, chúng nó khá trỗi dậy. Vậy chúng nó trỗi dậy đi tới số bằng nhau, 12 người Benjamin vì Ít-bô-sết con trai Sao-lơ và 12 người trong các tôi tớ của David. Mỗi người bèn nắm đầu kẻ cừu địch mình, đâm gươm vào hông và thảy đều ngã chết cùng nhau. Chỗ đó bèn gọi là Đồng Gươm ở trong Gabaon. Trong ngày đó có một chiến đấu rất dữ. Áp-ne và những người Israel đều bị các tôi tớ của David đánh bại. Ở đó có ba con trai của Seruya là Joab, Abishai và Asahel. Vả Asahel chạy lẹ làng như một con hoàng dương rừng. Người đuổi theo Áp-ne, không xây qua khỏi người, hoặc về bên hữu hay là về bên tả. Vậy Áp-ne ngó lại sau và hỏi rằng, có phải ngươi là Asahel chăng? Người đáp, phải, ấy là ta. Áp-ne nói cùng người rằng, hãy đi qua phía hữu hay là phía tả, xông vào một người trong bọn trai trẻ và lấy khí giới nó đi. Nhưng Asahel không muốn xây khỏi người. Áp-ne lại nói cùng Asahel rằng, hãy xây khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đánh giết ngươi nằm sải xuống đất? Ví bằng giết ngươi, ta dễ nào còn dám ngó mặt Joab là anh ngươi. Bởi người không khứng lánh đi, Áp-ne bèn lấy cán giáo mình đâm người nơi bụng thấu đến sau lưng. Asahel té xuống và chết tại chỗ. Hết thảy người nào đến chỗ Asahel ngã xuống chết đều dừng lại tại đó. Joab và Abishai đuổi theo Áp-ne. Khi hai người đến gò Ama đối ngang Gia về hướng đồng vắng Gabaon thì mặt trời đã lặn. Dân Benjamin hiệp lại cùng Áp-ne làm thành một đạo và dừng lại trên chót một gò nổng. Áp-ne bèn la lớn cùng Joab rằng, vậy lưỡi gươm chưa thôi hủy diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không truyền lệnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào? Joab đáp rằng, ta chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng, nếu ông chẳng có nói chi thì dân sự không thôi đuổi theo anh em mình trước khi sáng mai.
Gioáp truyền thổi kèn, hết thảy dân sự đều dừng lại, thôi đuổi theo dân Israel và không chiến đấu nữa. Abner và các kẻ theo người trọn đêm đó đi ngang qua đồng bằng, sang sông Giô-đanh, trải khắp Bít-rôn, rồi đến Mahanaim. Gioáp cũng thôi đuổi theo Abner trở về, hiệp hết thảy dân sự. Trong các đầy tớ của David thì thiếu 19 người và Asa-en. Các tôi tớ của David có đánh chết 360 người trong dân Benjamin và thủ hạ của Abner. Chúng đem Asa-en chôn trong mộ của cha người tại Bethlehem. Đoạn Gioáp và các thủ hạ người đi trọn đêm, rạng đông đến Hebron. Phúc âm Mác chương 1. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Dân đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Dân mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Vả trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Là có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê em người đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Kế đó đi đến thành Ca-bê-na-um. Nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu lên rằng: Hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nói rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giê-xu tức thì đồn cả khắp cả miền xung quanh xứ Galilê. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Simon và Andrê. Vả bà gia Simon đương nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ,
chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đương tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phun đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phun lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giê-xu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Chương 2. Khoảng một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ, có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng, tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thế ấy. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại trở về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi con A-phê đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi. Có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng, người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giê-xu nghe vậy bèn phán cùng họ rằng, chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Vả môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng ấy. Xong, tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ. Nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ mà đằng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy,
rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa mì. Đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: "Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?" Ngài đáp rằng: "Các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào, trong đời Abiatha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi." Đoạn, Ngài lại phán: "Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát." Thi Thiên 82. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đoán xét giữa các thần. Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào? Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt. Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiêu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác. Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm. Các nền trái đất đều rúng động. Ta đã nói, các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Dù vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy đoán xét thế gian, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.